Okay, ok, nhìn thấy màn hình của ta chưa? Ừ, nhìn thấy rõ rồi. Ok, ok. Bắt đầu uh, từ câu uh, đầu luôn nha. Mạng máy tính được thiết kế và cài đặt theo quan điểm. A. Cấu trúc đa tầng, nhiều tầng, theo lớp và tập hợp. Thì đây ta đã liệt kê luôn ra rồi đây. Ta đấy trong giáo trình thôi. Thì nó ghi này. Mỗi hệ thống thành phần của mạng được xem như một cấu trúc đa tầng. Đó, cấu trúc đa tầng nhé. Nên đáp án là cấu trúc đa tầng nhìn chưa nhìn nào oh. đây này kiểu nó như này này nó là cấu trúc đa tầng này nó vẽ ra này này uh. đó ừ. rồi câu số 2 khi sử dụng máy, máy tính ta sẽ thu được các lợi ích chia sẻ tài nguyên này hợp lý này quản lý tập trung và tận dụng năng lực xử lý của các máy tính có vẻ đúng hết đúng không tất cả đều đúng câu này chắc là không không nghi ngờ gì đâu nhỉ rồi câu số 3 đơn vị cơ bản đo tốc độ truyền dữ liệu là bit trên dây nhé. Tốc độ à. mà. Tốc độ thì nó phải là bit trên dây. Rồi. Câu 4. Quá trình dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác phải trải qua giai đoạn nào? Thì đây trong giáo trình nó ghi này. Các giao thức trong tầng nhận diện từ tầng vận tải cùng với một địa chỉ chấm 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 sẽ được gửi tới đóng gói dữ liệu và thực hiện nhiệm vụ chọn đường để chuyển gói tin đến địa chỉ đích. Tức là nó phải trải qua các bước là đóng gói giống như kiểu là trước khi mà mình gửi hàng ấy thì mình phải gói hàng ấy đúng không? có phải ừ. là cái ừ. lúc mà mình giống như là nén file vào đúng không? Ừ giống như kiểu file mình phải lại... gói nó vào để mình ừ. mới chuyển ấy nó nó ừ. Ừ, nó chuyển về cái file nhị phân đúng không? file không một không một đúng không? không. Để cho cái 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 nhẹ nén nó đi. cái cái nén nó khác với đóng gói nhá nén thì nó sẽ giúp nhẹ đi hơn. nhưng mà đóng gói thì nó vẫn, nó vẫn nó vẫn nó vẫn giữ nguyên đấy hiểu không? đóng gói, gói, gói nó khác với nén hai cái này khác nhau ấy nhớ ta bán là đóng gói, được? Khác nhau ấy đóng okay. gói bên là khác nhau á câu năm này kết nối mạng sử dụng các giao thức khác nhau bằng cách là đây tôi biết luôn dưới đây này nó là cái bộ định tuyến đó nó đã bán là bộ định tuyến thì bộ định tuyến là cái gì là cái router ấy là kết nối các thiết bị trong một mạng bằng cách chuyển gói dữ liệu giữa chúng tức là dữ liệu này có thể được gửi giữa các thiết bị hoặc từ thiết bị đến internet đó nó giao tức là các cái kết... việc kết nối mạng sử dụng các giao thức khác nhau là qua bộ định tuyến bằng cách bộ định tuyến chính là router nhé bộ định tuyến ở đây chính là router rồi giống ừ, như là trong lúc mà mình thực hành cái packet tracer đúng không nó có cái router đúng, ừ, không? đúng rồi đấy đúng để rồi đấy. cái router nó kết nối với cái con 341 bốn một các thứ ừ. Ừ. nhược điểm của mạng à, dạng hình sao là khó cài đặt và bảo trì này khó khắc phục khi lỗi cáp xảy ra và ảnh hưởng tới các nút mạng cần quá nhiều cáp để kết nối tới nút mạng trung tâm không có khả năng thay đổi khi đã lắp đặt thì phải là đáp án năm um, cần quá nhiều cáp để kết nối tới mức trung tâm tại vì sao bởi vì là đây này nhìn thấy cái hình dưới đây nhé đây là hình sao này đúng không thì đây là cái trung tâm của nó thì nó phải cần rất là nhiều cái 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 cáp để kết nối tất mỗi một cái này nó phải đến một cái cáp ở đây đúng không nó cần rất là nhiều cáp để kết nối tới mạng trung tâm nên là nếu mà mình đi thi mình nhớ cái hình của nó để mình suy ra nhé nhớ cái hình sao này, mạng... nó đều phải kết nối Tức... vào cái trung tâm đúng ừ, đúng rồi đây này đều phải phụ thuộc vào cái khả năng của trung tâm nên là khi mà trung tâm có sự cố thì tất cả các mạng sẽ ngừng hoạt động đó ừ. à còn cái đúng kết đấy. nối vòng, vòng kia ừ. thì nó sẽ hơn đúng không? thì nếu mà ừ. nó không có trung tâm thì nó à hiểu đặc điểm của mạng dạng bus tức là cái dạng tuyến đấy đây này dạng này này dạng bus là dạng tuyến tức là nó sẽ chỉ có một đường đường thẳng như này à, thôi không có đường thẳng như này đây, ừ. Ừ. đây này tất cả các nú nút mạng kết nối vào nút mạng trung tâm cái này là sai rồi đúng không? cái này là là ừ. là dạng hình sao này đúng không? câu ừ. b là tất cả các nút kết nối trên cùng một đường truyền vật lý, ừ, câu này là đúng này, trên cùng một đường truyền thôi mà ờ, đúng tất rồi. cả các nút mạng cái kia... đều kết nối trực ờ. tiếp với nhau, trực tiếp với nhau là sai bởi vì là đây hai cái này ờ, nó không kết nối trực tiếp với nhau này, ừ, ờ, đúng rồi. mình vẽ, vẽ là... nó lên... Nó... 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 nó nó chiếu lên một cái đường truyền, ừ. Ừ. rồi đáp án là b nhá dạng bass là à. giống như là tuyến đường xe buýt đúng không thằng nào tên nó đấy ừ. cái đối dạng bass <laughs> đường thẳng Tiếp theo là trong kỹ thuật chuyển mạch kênh trước khi trao đổi thông tin hệ thống tung... hệ thống sẽ thiết lập kết nối giữa hai thực thể bằng một câu này là bằng một đường truyền vật lý nhé đây, đây này chuyển đây là nó là cái đây um, là Ừ. Trong kỹ thuật chuyển mạch kênh này, khi trao đổi hệ thống sẽ thiết lập kết nối giữa hai thực thể bằng một đường truyền vật lý. Giống như kiểu là đây đây. Chuyển mạch đây nào, Khi trong hai được truyền đây 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 chuyển mạch kênh hoạt động theo mô hình để vẽ này. Chuyển mạch kênh được hoạt động theo mô hình là điện thoại công cộng. Đây này. Hệ thống điện thoại công cộng là thể hiện đường truyền vật lý nha. Yeah. Ví dụ như là hai máy A và B cần trao đổi thông tin với nhau. Để có thể giao tiếp với máy B thì máy A phải thực hiện một cuộc gọi. Đấy, đó là đường truyền vật lý. À, câu số à, 9. Ok, ok. Tôi tắt, tắt thông báo điện thoại đó, không đăng kêu. Rồi, câu số 9 kết nối liên mạng các bạn lan này WAN này man độc lập với nhau bằng thiết bị có chức năng a là kiểm soát lỗi kiểm soát luồng này b là định tuyến c là điều khiển liên kết điều khiển lưu lượng và đồng bộ hóa thì là định tuyến nhá Đã định tuyến Ai? có vẻ là xác định tuyến đường đúng không tuyến là tuyến đường à định là xác định ừ, đúng rồi đấy đúng rồi đấy ừ. kiểu vậy đây này khi sử dụng bridge để làm thiết bị kết nối về lý thuyết mạng lan không bị giới hạn phạm vi địa lý em ghi nó ghi gì đây ta có thể dùng mạng lan trải rộng toàn cầu bằng kết nối hấp qua các grid theo liên theo thiết kế này mỗi mỗi hấp thì tuy đó tạo ra vùng để lớn và kết nối đây này đây này kết nối qua thiết bị định tuyến nhìn chưa đó à. thiết bị định tuyến nha rồi à. câu số 10 cấp UTP cắt 5 e sử dụng đầu nối cái này phải nhớ thôi cái này phải phải nhớ nhá trong giáo trình không có đâu phải nhớ cái này thôi r 45 bốn rồi cắp utp cắt 5 có bao nhiêu đôi cát cái này cũng phải tự nhớ là 4 đặc điểm nào à, đặc điểm quan trọng của kiến trúc mạng à, client server cái, cái, câu 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 trên câu, câu trên cắp uh, ừ. utp cắt 5 à à, còn cái phần mềm packet tracer như tao nhớ trước tao uh, thực hành tao có tao nghĩ cái cái này có cái này đấy rồi, yeah, là cái này trong packet tracer ừ. hả Ừ. có mà, mày không biết luôn. Cái mà kể cái, cả cái ừ, câu uh, 1 trăm 9 cái mà các thiết bị định tuyến là bản chất của nó hình như tao nhớ là thầy dạy là để nó tiết kiệm được đường đi hay sao ấy. Nó qua cái kia uh, giống như cái bài bài toán đồ thị người đi du lịch ấy. Qua định tuyến thì nó ừ. sẽ uh, nó sẽ cho mày đường đường đi ngắn nhất, nó sẽ truyền được thông tin uh, nhanh nhất. Cho nên là đấy là lý do ừ. tại sao mà nó phải qua thiết bị định tuyến. Nó không không à, đi qua mấy cái ừ. qua mấy mấy cái cầu kia, đi qua cái cầu kia thì nó phải chạy hết toàn bộ cả cái ừ. mạng thì nó nó mới đến đây đúng không ờ, ừ. Rồi. Ừ, ok hiểu hiểu đặc điểm quan trọng của kiến trúc mạng client server client server là kiến trúc phân cấp này client đóng vai trò yêu cầu và server đáp ứng ừ, cái này mình đọc mình cũng hiểu đúng không server là host đúng ip cố định các nhóm server để chia sẻ công việc client có thể kết nối không liên tục địa chỉ ip có thể thay đổi đúng cái này đúng mà nhé bởi vì là ví dụ mình mình là khách hàng đúng không thì mình có thể là khi mà mình mình có thể tắt mở điện thoại đúng không thì là không liên tục và mỗi lần thì nó có một cái địa chỉ IP có thể thay đổi được ừ, câu này đúng các bạn A và B đều đúng câu 13 này khẳng định nào sau đây đúng khi nói về mạng cấu trúc điểm điểm đây mạng quảng bá này nối từng cặp nốt lại với nhau theo một hình học xác định mạng lưu và chuyển tiếp các nốt trung gian thì dưới đây đây trong đây thì có nêu rõ này. Nó sẽ có hai cái loại đường truyền đó là truyền điểm điểm và truyền quảng bá. Thì đường truyền điểm điểm chỉ có một bên gửi và một bên nhận duy nhất ở hai đầu của đường truyền. Còn um, cái đường truyền kiểu quảng bá, quảng bá là cho phép có nhiều nút gửi và nút nhận cùng kết nối đến một kênh truyền duy nhất. Vậy thì mình sẽ thứ nhất này. Uh, điểm điểm thì không thể làm mạng quảng bá đúng không? Không thể làm mạng quảng bá này nối từng cặp nốt cái này không không nói đến giờ bây giờ nó không nói đến này bởi vì nó đang nói là gì một bên gửi và một bên nhận duy nhất thôi nó không nói đến cặp nốt các nốt trung gian cũng không nhắc đến luôn Cảm ơn là c nhá mạng lưu và ừ. chuyển tiếp đây gửi và một bên nhận duy nhất ở hai đầu của đường truyền nó chỉ ừ. nói đến uh, cái việc gửi và nhận thôi chứ nó không nói đến ừ. các cái cặp nốt hay là nốt trung gian tao tao nghĩ câu b sai là ở chỗ là uh theo một uh, hình học xác định hình học xác tại định. vì định ừ. ờ, tại vì còn cặp nốt thì đúng rồi tại vì hay giữa điểm và điểm mà còn cái câu c thì chịu chắc là loại trừ ba đáp án kia chọn được c thôi ừ tao câu này M là bằng lại trừ, trừ ấy tao không làm tao không lại trừ đúng đúng câu ừ, này lại trừ rồi. Luôn. chưa chưa mình nhớ sao được cái này câu 14 này khẳng định nào sau đây đúng khi nói về nhược điểm của mạng có cấu trúc điểm điểm khả năng đụng độ thông tin hiệu suất sử dụng đường truyền thấp chiếm dụng thành nhiều tài nguyên độ trễ lớn tốn nhiều thời gian này tốc độ trao đổi thông tin thấp câu này thì tao sử dụng loại trừ thôi mẹ nếu mà điểm ừ. điểm nhá thì um, nó sẽ dẫn đến cái việc đó là nó chỉ có một đường duy nhất giữa hai điểm thôi đúng không ví dụ như là điểm A này đúng không ừ. mình đến điểm B thì nó không không cái khả năng đụng độ nó rất là thấp thì là đúng đúng không nó chỉ có từ điểm A đến đúng B rồi. thì khả năng độ nó thấp là đúng. À, còn cái tốc độ trao đổi thông tin trao trao đổi thông tin thấp thì cái này chưa rõ lắm. Nhưng mà cái hiệu suất sử dụng đường truyền thấp chiếm dụng nhiều tài nguyên thì ra thấy cái này hợp lý này. Bởi vì là khi mà nó có kiểu mỗi hai điểm A, B thì cái đường của nó rất là rộng đúng không? Thì nó dẫn đến cái việc là chiếm dụng tài nguyên. Đấy. Là tao tao kiểu mình mình suy luận nó kiểu ra vậy Còn cái ừ. này thì cũng có lắm. không, à, không, không thì tao 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 nghĩ uh, như kiểu là uh, mày chuyển một cái uh, kiểu uh, tin nhắn từ uh, ví, dụ, uh, ví dụ như là từ, từ tao tao chuyển tin nhắn cho mày thì nó sẽ phải qua một cái đường dây vật lý thì đấy nếu điểm điểm nếu chỉ có một cái đường dây đấy thôi thì nó sẽ uh, ừ. bị uh, chiếm dụng tài nguyên là uh, chiếm dụng cái đường dây tài nguyên ở đây là cái dây cáp mạng còn hiệu suất uh, ừ. sử dụng uh, đường truyền thấp thì uh, mày không thể nào có hai người dùng đúng không có, có mỗi tao với mày dùng thì cả ngày nhắn ừ. tin một hai lần thì hiệu suất chắc chắn là nó sẽ thấp rồi còn nếu mà cái đường truyền này có thể dùng chung cho nhiều người có nhiều người có thể đi qua đường truyền này thì ừ. đường truyền này ừ. cao hơn ừ. tao nghĩ thế ừ, hợp lý đấy hợp lý hợp lý rất hợp lý dễ nhớ nhỉ hợp lý đúng Rồi câu 15 năm khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về đặc trưng của mạng quảng bá tất cả các nốt cùng truy nhập chung trên một đường truyền vật lý. Cái này đúng luôn này, bởi vì bên trên mình vừa nói luôn này, đúng không? Quảng bá này, nhiều nút gửi. Đấy, đến một kênh truyền duy nhất. Hợp lý luôn. Cái này là không bàn cãi luôn này. Câu 16 này. Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về mạng truyền mạch kênh? Mạng truyền mạch kênh này thiết lập liên kết vật lý, truyền dữ liệu và giải phóng liên kết ra thực thể. Nếu mà nói về mạng truyền mạch kênh ấy thì sẽ nói về vật lý, liên kết vật lý luôn luôn nhớ là như vậy. Ừ, xem dưới đây tao con có... chú thích không đây này. bởi vì là nói đến hiện... hệ thống điện thoại công cộng là nói đến cái cái vật lý nhớ nhá cái này nó đến vật lý này thì nó là liên kết vật lý liên kết logic là sai và hai cái này thì nó chưa đủ nó chưa đủ lên đáp án A Để chuyển dữ liệu và giải phóng liên kết ra thực cái... tế nó phải gồm cả hai cái này nữa nên là đáp án A giải phóng liên kết nghĩa là khẳng định nào sau đây đúng khi nói về mạng chuyển mạch gói thì cái chuyển mạch gói lại khác cái chuyển uh, chuyển mạch kênh nhé. Chuyển mạch kênh thì là liên kết vật lý nhưng mà chuyển mạch gói thì lại phải là liên kết logic. Uh. Ừ. đấy phân biệt giữa hai chuyển mạch gói và chuyển mạch kênh. Đây này. Chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói phải là liên kết logic. Các hướng đích và trên một đường có thể có nhiều gói tin cùng lưu chuyển. dưới đây ghi những cái gì nào? Thông tin trao đổi giữa hai máy tính phân thành kích thước tối đa xác định gói tin sẽ chia nhau băng thông trên kênh truyền. Nếu thông tin vượt quá khả năng đáp ứng của kênh truyền thì sẽ xảy ra chiếm đụng lưu lại các thông tin vào hàng. Ôi, trong đây tao chưa thấy nó ghi đâu đấy. mình cứ nhớ vậy thôi. M nhớ là. rồi. Tao, tao nghĩ là định thế. nào sau đây đúng? khi nói về quá trình phân mảnh gói tin, phân mảnh gói tin nhá. xem nào, xem ừ. cái nào đúng nhất nào. giảm thời gian xử lý làm tăng tính linh hoạt của mạng, ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi dữ liệu, tăng tốc độ trao đổi thông tin thì câu này chắc là phải suy luận thôi. Bởi vì là à, nếu mà phân mảnh gói tin ấy thì nó phải lúc, giúp làm tăng chứ nhỉ? Tăng thời gian xử lý chứ đúng không? Tăng tính linh hoạt của mạng, cái này có thể đúng này. Ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi trong dữ liệu, ảnh hưởng đến tốc độ thì nó thường thường nói đến cái việc làm chậm lại. Đúng không? Ảnh hưởng mà đừng nói đến kiểu làm chậm lại. Tăng tốc độ trao đổi thông tin cho mạng. Cái này có vẻ hợp lý nhất rồi khẳng định nào sau đây đúng khi nói về truyền dữ liệu theo phương hướng theo phương thức liên kết phương thức liên kết dưới này ta có ghi này ừ, phương thức liên kết đây nó sẽ nói về cái cho nó tôi ghi cái gì đi không biết xem nó bảo đoàn nào có độ tin cậy cao đảm bảo chất lượng dịch vụ và có xác nhận không này có xác nhận không kiểm soát lỗi kiểm soát luồng độ tin cậy cao tiền dưới này xem nào như nó ở dưới bên dưới này đấy Uh, xem nó chỗ nào nào chuyển dữ liệu theo phương hướng liên kết phương hướng liên kết là trong là trong cái tầng vận tải liên kết nhiệm vụ trước tiên của vận tải là đảm bảo liên kết này rồi đây 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 nó cung cấp một sự vận chuyển tin cậy đầu tiên là tin cậy này không bị lỗi này đảm bảo dữ liệu không bị lỗi này xem bên trên này nào đây tin cậy này xem nào không kiểm soát lỗi là sai. Nó đảm bảo dữ liệu không bị lỗi mà, đúng không? Rồi, xem nào. Không độ tin cậy cũng sai luôn. Xem bên dưới xem tiếp nào. Làm như vậy phần mềm giao thức. Đây thông báo xác nhận, có cả xác nhận đúng không? Mà ở đây nó ghi là không xác nhận, vậy câu này cũng sai luôn. Có xác nhận mới đúng đúng không? bạn bấm là A. Rồi. Ừ ừ. Câu um, 20 này. Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về cấu trúc vật lý của mạng Cấu trúc vật lý của mạng đó là hình trạng mạng nhé. Đây này là những cái này này. Những cái hình trạng vật lý này được gọi là cấu trúc vật lý. Đó là hình trạng mạng topology ấy. Cái này là hình trạng chính xác mạng. rồi à, ừ. trạng là trạng thái đúng không? Ừ. Hình là hình ảnh đúng không? Đúng rồi đấy. Hình ảnh và trạng thái ừ. của mạng đúng không? <laughs> nhớ nhớ vậy cho, cho dễ dễ thuộc. Mạng internet thì cái này ở trong trong giáo trình thôi. Mạng internet thì là à, đây, kết nối toàn cầu, cứ nhớ đến cái việc kết nối toàn cầu này, đáp án là, là a luôn nhá kết nối toàn cầu uh, theo giao kết nối toàn cầu lại với nhau theo giao thức TCP IP cái này là là, hoàn chỉnh, TCB, A là hoàn chỉnh nhất TCP IP là hoàn chỉnh nhất TCP bên ICB dưới tí là... nữa tí nữa sẽ sẽ như là lúc ấy ở trên mày vừa kiếm ở trên mày vừa kiếm kiếm cái giao ấy ở trên TCP IP ừ, ở giao, trên cái TCB. giao biết rồi ừ. cái này nó là giao thức thì tí nữa xuống bên dưới mày sẽ mày sẽ biết được cái mô hình của TCP như thế nào nó có mô hình luôn à, mà phải. ừ, nhưng mà bên dưới nó mới có cơ đến đâu đấy nhỉ? Ở đến câu này à? ở đây trong mạng hình bass tất cả các trạm truy nhập truy nhập ngẫu nhiên trên trên đường truyền chung, cái này là chính xác rồi, không cần phải suy nghĩ nữa. mạng lan hình star khi có sự cố ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống, ừ, cái này sai này. ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống khi mà cái trung tâm của nó không hoạt động thì nó mới ngừng toàn bộ hoạt động hệ thống không ờ, ảnh hưởng thế tới gì? hoạt động toàn bộ hệ. Ờ tao tao bảo cái này là khi có sự cố ừ. thì biết đâu có thể trung tâm nó hỏng hay sao. Sự cố không, là cái là này trung nó... tâm hỏng nhá. Thì nó chưa nói rõ, nó thiếu. Ờ. Ờ thì, đúng không? thì cái này cũng có thể cân nhắc, cũng có thể là đáp án đúng ừ. nhưng mà cũng có thể, chưa đúng. chắc là đáp án đúng nhất. Cũng có thể cân đúng nhắc lại chắc là sai đâu, chưa chắc, chắc tôi Không ảnh hưởng sai đâu. tới hoạt động của toàn bộ hệ thống. Ừ cái này là sai luôn, chắc chắn là nó sẽ nó sẽ phải ảnh hưởng đến một cái gì đấy. Chỉ ảnh hưởng đến chạm có sự cố, cái này có vẻ đúng này chỉ ảnh hưởng đến một phần của hệ thống một phần là sai nó chỉ ảnh hưởng đến cái trạng có sự cố ví dụ như là cái này nó có sự cố thì nó chỉ ảnh hưởng đến cái này thôi nó không ảnh hưởng đến những cái khác bởi vì nó không liên kết với những cái khác nên là bạn phải là c là đúng ờ. nhất với kiểu kết nối mạng theo hình dạng sao khi một chạm trong mạng ngưng hoạt động thì các chạm còn lại ừ, ok này vừa nói bên trên xong hoạt động bình thường rồi câu 25 hình trạng mạng nào cho phép tất cả các cặp thiết bị đều có một đường nối vật lý trực tiếp Ừ, cái này cái này nó có nó có các cái dạng này đó là dạng sao là biết rồi nhỉ đúng không dạng bass là dạng tuyến là biết rồi này dạng um, mesh dạng lưới dạng lưới là nó kiểu như này này nó kiểu mà nó sẽ kiểu kết nối với nhau như này này nó kết nối tất cả các cái đầu với nhau thì nó gọi là dạng lưới nó quên mất tôi không có cái hình vào đây đấy, đấy dùng cái lều đánh cá nó kiểu đúng không? như này ừ, ừ. dùng cái lưới đánh cá thì nó gọi là đây các cặp thiết bị đều có một đường nối vật lý trực tiếp thì chính là cái cái dạng lưới nhá. Rồi, ừ. câu 26. Về nguyên tắc cơ bản dùng cáp UTP để kết nối trực tiếp hai PC với nhau. Cái này phải nhớ thôi, cái này tao không biết nữa. Cáp chéo, cái này phải nhớ thôi. Kết quả sau đây là đúng. Còn cái này thì chắc là biết biến đổi đúng không? Chuyển dân, ừ, dân dạng ừ, phân bỏ, mà. Bỏ bỏ đấy. bỏ qua ừ. dễ mà. Ok, cái này đưa từ từ đầu về từ cuối về đầu này. là nhân mũ lên chế ở tòa cao ốc hay mạng công sở à, hay một công sở cái này ta tra trên mạng thôi đây này mạng lan là mạng cục bộ có tốc độ cao nên là được sử dụng trong văn phòng tòa nhà và trường đại học nên là bán là lan đây là tra trên đường một loạt mạng như này mạng bạn, lan các kiểu thì ôn lại luôn đi <laughs> Thôi cái này cái này tí nữa nếu mà đọc thì tôi gửi cho đọc mạng lan mạng Bây uh, okay. Bao giờ Ở đến đến nói... câu nào thì câu đấy thôi. Chiều dài tối uh, đa của một đoạn trong kiến trúc. Cái này phải nhớ nhá. Nó hiện là 100 thì quay 100. Nhớ thôi. Không 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 có tư duy gì cả. Xét về tỷ lệ lỗi trên đường truyền dữ liệu thì loại mạng nào là cao nhất? Mạng quan Đây, trên này nhá. Đọc trên này này. Mạng quan này. Đây nhá. Nếu như băng thông của mạng LAN là cao nhất thì băng thông của mạng quan này là thấp nhất, thấp nhất. Nên kết nối rất yếu. Được chưa? Kết nối rất yếu. Ê, ê, Mày, mày có nhớ là ờ uh, wan là viết tắt của gì không? Uh, tao nhớ là mạng LAN ấy là viết tắt của chữ L là, là 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 cái gì local local thì phải. Còn W là world world thì phải. như là thế giới. Trong cái từ hello như world Đây 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 Tao, đây, tao đây, nhớ Đây. đây. Mạng wan là why. Còn mạng LAN wow. là local. Ờ uh, ừ. local đúng rồi. Mạng man ừ. là cái gì đấy? Metro đây chắc metro, chắc uh, metro 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 đọc đọc theo kiểu việt ừ. việt hóa biệt, kiểu kiểu uh, cho kết uh, đối thành phố đúng không? Ừ, nói chung là mạng quan nha. Tỷ lệ lỗi thì là mạng kiểu quan. Ừ. To nhất. À, độ dài tối đa cho phép sử dụng mạng UTP, cái này tự nhớ rồi 100, tự nhớ, cái này cũng không phải. không không có đâu đâu, chỉ mạng thôi. À, à, Quá UTP trình 100. dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy này sang hệ thống máy khác phải trải qua giai đoạn đóng gói dữ liệu. Câu này giống câu trên rồi okay. nha. Ờ, bỏ qua. Khi nối hai khi nối mạng giữa hai máy tính thường sử dụng loại cáp nào để nối trực tiếp giữa chúng? UTP chéo. Câu này trùng với ừ, câu bên trên. Rồi. Ừ, bỏ qua. Các quy tắc điều quản việc truyền thông máy tính được gọi là các giao thức. Đây nhá, đây này. Giao thức là tập các tiêu chuẩn để trao đổi thông tin giữa hai hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau. Nói chung là, là giao thức. Chưa? truyền thông máy tính gọi là giao thức tức là ừ, uh, nó trao là đổi và truyền ừ. thông tin ấy. Ừ. ừ. ba tức năm này thức đúng không? hai kiểu ừ. hai kiểu máy tính khác nhau có thể truyền thông nếu đây nó chúng cài đặt hệ điều hành mạng chúng tuân thủ theo mô hình OSI chúng cùng dùng giao thức TCP IP chúng có phần cứng giống nhau vậy là chúng tuân thủ theo mô hình OSI đây mô hình này nó là mô hình liên kết giữa các hệ thống mỏ để có thể trao đổi thông tin. Từ từ tao quên mất cái đoạn sau rồi. Nói chung là nó làm sử dụng mô hình OSI nhá. Đây này. Đúng không? Đúng. Ừ, đúng rồi, nó có các tầng ấy. Để kết nối à, hai máy tính tầng. với nhau ta có thể sử dụng tất cả nhá. Cái này nhớ, nhớ thôi Kết nối hai máy tính với nhau thì tất cả, tất cả đều đúng. Ok. Hub switch, nối cáp trực tiếp. Rồi, câu này bỏ qua nhỉ? 125 Ờ... Chuyển sang uh, nhị phân bỏ qua nhé. Cái này nhị Rồi, bỏ, bỏ qua. bỏ qua bỏ qua Thiết lễ. bị nào hoạt động ở tầng vật lý? Thôi cái này nhớ thôi. Hấp repeater. Nhớ. Ờ Tiếp nhìn biết đầu biết. Mày không mã hóa đó là sao repeater tiếng, tiếng Anh thì còn tiếng Việt là gì Repeat là lặp lại ấy. À À, à hiểu. Ừ hiểu Sự lặp lại Đây này, repeater là một thiết bị ở lớp 1, tức là lớp vật lý của mô hình OSI nha yeah. à. còn hấp thì được gọi okay. được coi là một repeater có nhiều cổng à. để ta để ta viết lại cái này nhá đâu nhỉ tôi trao rồi nhỉ đây viết lại cái này nhá à. ừ, <laughs> đang ở đâu rồi à, hoạt động ở tầng vật lý a tầng a đây hấp được là nó là một repeater nhiều cổng à à à thì nó cũng là một cái Jupiter đúng không luôn. nhưng mà ừ, nó nó khuếch đại được nhiều tín hiệu à nó giống như là cái ừ. âm ly đấy đúng không trong mạng máy tính là chắc chắn là qua rồi sóng mùng ngoại với tất cả những này đều không đúng rồi truyền tin thông tiền là utp rồi cấp điện thoại cấp quang ok, okay câu một thành phần tạo nên mạng thì tất cả luôn máy tính rồi network rồi protocol tất cả nhé này tất cả nghĩ đâu Ờ thế thì gặp câu này. À thế là cái này hình như là ba tầng thì sao ấy. Chúng mình vừa học học không, vào không, cái không phải đâu. tầng vật lý này. Các thành phần tạo nên mạng cái này không phải là tầng, ờ. cái này nó chỉ là các thành phần thôi. À các thành thấy phần không? à. Tất cả đều đúng. Protocol là cái Thản gì nhỉ? Cái nào? Ơ ờ, vừa nói bên ừ. trên còn gì nữa? Ờ. Thế à? Protocol vừa nói bên trên này. Đây đây là anh giao thức đi thấy à. Quên à? À protocol giao là giao thức, thức ờ, ờ rồi. Ừ. đúng khi nói về đặc tính để phân biệt một tế bào cell cái này tra trên mạng thôi này trong đó trình không có tao ta tìm rồi, à. ừ đây này, seal đây này, này. À. tao tra tao tra trên mạng nhé, cái này là tra trên mạng thôi. Tần số sử dụng ở seal có thể được sử dụng ở các seal khác nhau với khoảng cách xác định. nhớ đã xác định này, xác định tức là cố định đây này, đây à. độ dài cố định, gói tin có độ dài cố định. cái này là tra trên mạng thôi chứ trong giáo trình không có, thế thôi nhớ nhớ thôi Ok. Protocol Vừa nói bên trên nó là giao thức này giao thức, giao thức. Quy tắc để cho ừ. các phép máy tính có thể giao tiếp với nhau Đúng này ok Một chắc, trong các chắc, thành phần không thể thiếu của hệ thống mạng Đúng luôn okay. đáp án d 44 ừ. Thiết bị nào sau đây được sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao Switch và Bridge Đấy đúng luôn này Vì bên trên vừa nói này Kiến trúc một mạng LAN có thể là Ring là cái đường vòng ấy Mày thấy cái hình vòng vừa nãy không Ờ à, ờ à, à, nhớ rồi nhớ rồi Rồi rồi, đây là hình vuông nhá. Pass, là, nha. Là, Pass là cái cái đúng không? Ờ, rồi. Đường, đường xe buýt, Star, star là những cái hình này. Ngôi sao ok. Đó. Đúng rồi, là bàn D nhá. Giá trị ừ. nào bỏ qua con này, con này tự làm được. Mô <laughs> tả nào sau đây dành cho mạng hình sao? Đây, có một nút trung tâm và có nút mạng các bên kết nối đến cái này đúng luôn, nhưng nói đến trung tâm và các mạng... các nút khác này, đúng luôn này. Loại cắt nào sử dụng phổ biến nhất hiện nay? Con này ta tra trên mạng thôi, đây này. Cắt à. 5 UTP là ờ. loại cáp phổ biến, thông nhất. bạn nào dưới đây được sử dụng trong mạng LAN? Ôi, Cái này nhớ thôi không có cái nào cả. TCP này, uh, Net, các kiểu nhớ nhá, nhớ tất cả đáp án trên. À uh. khẳng <laughs> định nào sau đây đúng khi nói về giao thức sử dụng trên cáp sợi quang? Ô, cái này cũng phải cũng phải thuộc thôi. Frame, Relay, cái này tra trên mạng thôi. Không, uh. hai cái này cũng không liên quan. Cái này gì? Okay, OK, nhìn thấy màn hình của ta chưa? Ừ, nhìn thấy rõ rồi. OK, OK. Bắt đầu uh, từ câu uh, đầu luôn nha. Mạng máy tính được thiết kế và cài đặt theo quan điểm a à, cấu trúc đa tầng nhiều tầng theo lớp và tập hợp. Thì đây ta đã liệt kê luôn rồi đây. Ta lấy trong giáo trình thôi. Thì nó ghi này. Mỗi hệ thống thành phần của mạng được xem như một cấu trúc đa tầng. Đó, cấu trúc đa tầng nhé. Nên đáp án là cấu trúc đa tầng. Rồi, câu số 2 này Câu trúc đa tầng là cái gì? Ờ thì mỗi hệ thống Giải thông là ừ, Như câu này, à đúng như câu này đấy Tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền Đồ đo phạm vi tần số mà đường truyền có thể đáp ứng được Đồ đo sự yếu đi Đồ đo sự ảnh hưởng là xem này Thì cái brand width tức là cái giải thông ấy Là tốc độ tối đa Có thể truyền tại trong một giây tức là nó không loại này độ đo sự yếu đi là sai này độ đo sự ảnh hưởng cũng không đúng bởi vì nó nói đến tốc độ cơ tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền nhưng mà nó đang nói đến tốc độ tối đa đúng không trong một giây hay còn nói là lượng dữ liệu được truyền trên một đơn vị thời gian tốc độ tối đa mà đây ghi là độ đo phạm vi tần số mà đồng trường có thể đáp ứng được. Cái này có vẻ hợp lý hơn này. À, nhỉ. Hợp lý hơn là, là câu cái... A đúng không? Độ 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 đo, đo, đo phạm vi tần số vãi. Vậy liên quan đến tần số? Tần số này nó không phải là cái hack đúng không? <laughs> Tớ kêu giống kiểu vật lý, Tần số ngày xưa là hack HZ ấy. Hz đấy Độ đo phạm phạm vi tần số nó là phạm ghi vi, là độ đo phạm vi tần, tần, số là tần, tần, khoan... tần số. Phạm vi tần số là cái gì? tức là nó, nó được giống nữa. như kiểu là mày mày có một cái mục, mày có một cái 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 ça, cái, cái, pada, cái cái diện tích như này đúng không? thì nó chỉ đo ở à... trong cái diện tích này thôi, đúng không? tức là nó đang thể hiện cái tốc độ tối đa của nó, nó chỉ để, đến ngưỡng này thôi, nó không thể đi ra được nữa, nó không thể đi ra được, được. được nữa, vậy. Muhy... Ừ, ừ. trong một cái vùng nhất nhiều... định đúng không? Ừ đúng rồi đấy. rồi câu 53 này, thông lượng là tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền, độ độ phạm vi à nó là những cái những cái đáp án là bên trên thôi đây này, thông lượng này là lượng dữ liệu thực tế đấy câu này nó có vẻ đúng hơn này này đó chính là cái tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền có thể truyền qua à, được mạng ừ. đó là lượng dữ liệu thực tế được truyền đây này. lượng dữ liệu thực tế được truyền qua lại từ mạng máy tính của bạn ừ. nên là cái phạm vi tần số này là phạm vi tần số này là của cái uh, của cái giải thông rồi nên là đáp án này là ừ. sai sự ừ. yếu đi cũng không đúng ảnh hưởng cũng không đúng đáp án phải là tốc độ truyền ừ. dữ liệu đây này ừ. cái 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 thông lượng đơn vị của giải thông ừ. là bit trên dây này Bít trên dây à, à ừ. thế là tức là... là bây giờ trong một đơn ờ. vị thời gian mà hiểu à, không? À, à. thì cái này cũng thế cái ờ, này là bit trên dây là đúng rồi cái này cũng à, cái à, này là bit trên dây ừ, ừ. cái đơn vị của thông lượng là bit trên dây ok ừ. độ suy hao là suy hao chắc là yếu đi rồi cái này là, là tự suy luận được này suy hao là yếu đi thì không độ nhiễu điện tử nhiễu nói đến từ nhiễu thì mình sẽ nghĩ đến cái từ gì nói đến ồn đúng không ồn này tốc độ truyền dữ liệu là không đúng này độ đo phạm vi không ba cái này đều là đều là ba cái đáp án bên trên rồi cho nên loại luôn độ đo sự ảnh hưởng của tiếng ồn là hợp lý nhất đó chính là độ nhiễu truyền dẫn theo giải cơ sở là toàn bộ khả năng đường truyền được dành cho một kênh thông duy nhất hai kênh truyền thông cùng phân chia ba kênh cùng phân chia và nhiều kênh cùng phân chia thì cái này cái này trong giáo trình ta tìm cũng không thấy ấy. nên là tao nghĩ là mình sẽ tạo một cái hình ảnh gì đấy hoặc cái gì đấy để nhớ được nó thì cái base band này này cái base thì mình nghĩ nó là theo theo một đường thẳng như này thì nó sẽ là toàn bộ khả năng được truyền được dành cho một kênh thông duy nhất đó mình mình nhớ mình nhớ đi base band chứ tìm mày nhớ thôi mày nhớ nó là mình một cái hiệu. kiểu nó là một cái đường thẳng mũi tên như này này thì nó sẽ là Toàn bộ khả năng truyền được dành cho một kênh thông duy nhất. Câu dưới à. nó có. Truyền dẫn theo giải rộng. Nó khác nhau. Giải rộng này. À đây, ta, ta, thì ta, nó cái nó link này. là. Ê, hai trường hợp thôi. Thế này. À. Một là phân chia này. Hai là toàn bộ thì đều được truyền. Thì à. cái base band. Thì mình sẽ là toàn bộ đều à. được truyền. Còn cái. Truyền okay. uh, dẫn theo giải rộng. Tức là broad band. Thì là. Nhiều kênh. Cùng phân chia. Nói chung mình nhớ thôi nhớ nhá. Broad, nhiều broad kênh cùng chi thì nó sẽ như thế này. Đúng nghĩa này ừ? Broadband nghĩa là gì? Đây, truyền dẫn theo giải rộng. Nó viết cả tiếng Anh và tiếng Việt đây đây. B băng thông truyền dẫn à, theo giải rộng ra... nên. Dịch ra là băng thông rộng. Ừ, thì, tức là truyền dẫn theo giải rộng ấy. Hiểu không? À à b... ừ. Thì bây giờ mình à. mình nhớ theo cái này đi. Cái base band ấy thì mình nhớ nó là một đường thẳng như thế này. thấy chưa? Còn cái broadband thì mình nhớ nó là nó là phân chia ra. Thì cái này gọi là broadband. À thế thì thì tao hiểu rồi. Phần sau phần 2 rồi này. Đây này phần 2 này này, phần mô hình ờ. OSI và mô hình TCP nó sẽ có phần riêng dành cho OSI mà. Thứ tự các tầng trong mô hình tham chiếu OSI thế đây cái này là tao chụp trong giáo uh, trình ra thôi. Đây này, nó sẽ có 7 nhá, 7 7, 7 tầng, tầng ứng dụng, tầng trình dữ liệu, tầng phiên, tầng giao vận, tầng mạng, tầng liên kết và tầng vật lý thế nhìn vào đây thì đây là tầng vật à. lý này đúng không? đây là tầng liên kết này, đây là tầng mạng này, đây là tầng vận chuyển này đúng không? đây là tầng phiên này, đây là tầng uh, trình trình bày dữ liệu này còn đây là tầng ứng dụng đủ luôn đủ bài mạng nhé tham 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 chiếu gì nhỉ Chắc thứ thế. tự các tầng từ cao đến thấp rồi cái này cũng đơn giản thôi từ cao đến thấp của TCP đây TCP đây từ cao à, đến thấp TCB. thì là tầng ứng dụng này tầng à, ứng tầng ứng dụng, dụng, dụng nhất cái này nó sẽ bao gồm ba cái này thì nó sẽ ra tầng ứng dụng này tầng giao vận tầng internet là giữ nguyên này và cái hai cái gồm nó sẽ là tầng truy vấn nó sẽ gộp lại tức là nó sẽ gộp lại ba cái đầu tiên thành tầng dụng hai cái cuối thành tầng truy vấn còn hai cái giữa này thì giữ nguyên và nó sẽ có bốn bốn tầng đây bốn tầng đây nó sẽ tầng dụng đầu tiên này tầng vận chuyển này tầng mạng này và tầng truy nhập đây đúng theo thứ tự luôn đúng theo thứ tự nha tiếp thứ tự đúng lại tiếp tục thứ tự đúng của TCP, data segment, packet frame và bit. cái này ấy, cái này nó 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 thể hiện như này này. thì cái data này để tên tao ghi lại rồi đấy. Vậy tao một một chấm sáu đây, cái data này là ứng dụng nhá, cái data này là ứng dụng, là tầng ứng dụng ờ. đại diện cho tầng ứng dụng này. cái ờ. segment là vận chuyển, vận chuyển, segment. cái packet là gì tầng à? segment. mạng. Tiếng Việt thì là gì ấy? Phần Segment. Các cái phân đoạn ấy Dịch cái bộ... tiếng Việt thành phân đoạn Phân đoạn à? xếp, oh. Ừ Segment dịch Tiếng Việt là phân đoạn Backkit là uh. mạng này Frame là Frame và bit Đó chính là Nó chính là network access Tầng truy nhập Được chưa uh. Đấy Nói chung là nhớ Nhớ thôi Thì nó sẽ bao gồm Thứ tự đúng chính là Ứng dụng này Ứng dụng nhá đây vận chuyển à. này xong đến mạng này rồi đến network access ok chưa? Ờ khoan không, không nhưng cái mẹ mẹ đéo đâu tương hình lắm đấy. Thì có, có 5 năm cái mà. Không, xong cái nhưng mà hai cái này nó nhưng mà, hai 2 này, 2 cái này hai cái này nó ừ. là trong network access hiểu chưa? Đơn vị dữ liệu trong mô hình đơn vị dữ liệu. Ừ. Đơn vị đơn dữ đơn liệu đơn vị mà. là đơn vị dữ liệu là bao nhiêu frame? Cái đơn frame? vị ấy. À. Nó là đơn vị ấy. Rồi rồi. Rồi ok. Câu 61 thứ tự tầng của mô hình OSI theo thứ tự từ trên xuống Ôi giời, ừ. giống nhau không? câu này đó, người phải đọc. bỏ qua câu này nhé ừ, bỏ qua, bỏ qua chức năng của tầng trình diễn đây này bây giờ nó nói đến từng tầng một này tầng trình diễn nó là cái tầng presentation đấy ừ. nó là tầng trình diễn thì nó là này tầng trình diễn đây này Ok tầng trình diễn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cú pháp và ngữ nghĩa đấy nhá cú pháp và ngữ nghĩa tức ừ. là nó liên quan đến ngôn ngữ ấy của người sử dụng và ngôn ngữ chung của mạng là ừ. a luôn ừ, rồi chức năng tầng giao vận tầng giao vận này bên dưới này tầng giao vận chịu trách nhiệm chuyển toàn bộ bản tin từ nơi gửi đến nơi nhận một cách toàn vẹn nói cách khác tầng giao vận đảm bảo kết nối giữa các đây bên dưới này, bên dưới này, bên dưới này. đây tầng giao vận nó sẽ có này là bên dưới nào đây, đây đây tầng giao vận kiểm soát này phát hiện sửa lỗi này kiểm soát kiểm soát lỗi đúng là đúng này vận chuyển thông tin giữa giữa các máy chủ cái này là sai này cái này không 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 phải là thuộc tầng do vận đóng gói và vận chuyển thông tin cái này cũng không đúng phân mảnh cũng không đúng đáp bán là b nhá đầu tư okay. chức năng của tầng mạng tầng mạng đây tầng mạng bên dưới nó có ghi đây nó ghi rõ đây tầng mạng này này nó sẽ có cái chức năng này này chức đảm nhiệm các nhiệm vụ này thì tầng mạng trong đấy nhé, trong các cái nhiệm vụ của tầng mạng thì nó có cái nhiệm vụ định tuyến tức là gì tức là xác định tuyến đường lên đáp án là thực hiện chọn đường đáp án a luôn nhá chức năng của tầng mạng đó là thực hiện chọn đường rồi câu năm chức năng của tầng liên kết dữ liệu tầng liên kết dữ liệu này tầng liên kết dữ liệu đảm bảo truyền tin thì nó có các chức năng như sau tạo khung dữ liệu đáp án a luôn này tạo khung dữ liệu rồi chọn đường thì nó lại là của cái tầng mạng rồi đúng không chọn đường thì là tầng mạng luôn rồi đấy đáp án là a là tạo khung thông tin đó là của tầng liên kết dữ liệu đây nhiệm vụ nó đây này nó có năm nhiệm vụ ừ. tiếp câu 66. chức năng của tầng vật lý tầng vật lý này đảm bảo yêu cầu truyền nhận này kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu vừa lễ bên trên là mình là tầng gì nhỉ Từng là tầng giao, giao vận, giao, giao vận. Ừ. giao không vận vậy. tạo khung thông tin thì là tầng uh, liên kết dữ liệu đúng không uh, uh, liên, liên kết dữ liệu, liệu. Đấy. còn uh. tầng vật lý này bên dưới nó có ghi này là đảm bảo truyền nhận các chuỗi bit qua phương tiện vật lý đây đảm bảo um, giao tiếp với môi trường truyền dẫn này rồi đây dưới hình trạng vật lý Đấy chưa nên là bán là A nhé câu số 7 khi kết nối máy tính từ nhà vào ISP thông qua đường dây điện thoại tín hiệu đây đường dây điện thoại này vừa nói bên trên xong chắc chắn là vật lý tầng vật lý câu 68. trong mô hình OSI định dạng Gb GPG nằm ở tầng nằm ở tầng presentation này tầng trình diễn cái mà nén đấy đúng không cái mà mình vừa nói ấy, đó là cái tầng mà mình uh, nén nén thông tin đây Mã hóa này, giải mã dữ liệu, nén, giải nén Mã hóa, giải mã, đó chính là tầng Trình uh, diễn Rồi câu này đúng luôn rồi GPG là mình sẽ thể hiện ở tầng trình diễn Câu um, OSI 7 tầng, vừa nói bên trên này Các tầng của mô hình OSI ở Câu này lặp lại này, nói bên trên rồi này Tầng nào xác định giao diện Xác định giao diện thì chắc chắn là tầng ứng dụng, đúng không? Cái câu đầu tiên mà mày hỏi tao đúng không? Xác định giao diện là tầng ứng dụng Ừ. À, tầng nào dưới đây thiết lập duy trì hủy bỏ các giao dịch thiết lập duy trì hủy bỏ các giao dịch tầng mạng tầng liên kết tầng phiên tầng vật lý thì con này nó nó là trong cái tầng nó trong tầng mạng đây để tao lướt bên trên nào nó trong tầng mạng thôi tầng mạng tầng trình diễn này tầng vật lý tầng liên kết đây tầng mạng thì nó là cái đây tầng mạng chịu trách nhiệm chuyển dữ liệu này giữa các thiết bị đầu cuối của người sử dụng bên dưới này bên dưới nó nói cái gì đây hủy bỏ các giao dịch giữa các thiết thực thể đầu cuối chính là tầng mạng luôn cái này trong tầng câu bảy ba này tầng nào thực hiện chuyển giao thông điệp chuyển giao thông điệp giữa các tiến trình trên thiết bị là chắc chắn là tầng giao vận rồi đúng không tầng giao vận mình vừa nói đó là đó là chuyển từ nơi gửi đúng không nơi gửi đến đến uh, từ nơi nhận đến nơi đến hay cái gì đấy từ nơi gửi đến nơi đến à quên mẹ cái từ đấy rồi từ nơi gửi đến nơi nhận Ừ từ nơi gửi đến nơi nhận đấy đúng không ừ. thì nó nó phải là tầng ừ. tầng giao vận nha giữa các tiến trình mà nơi gửi đến nơi nhận ừ. rồi ok điều khiển các cuộc liên lạc thì là tầng phiên đây tầng phiên tầng mạng tầng vận tải đây, tầng phiên, tầng phiên Đây này, kiểm soát hội thoại này Đấy, chuẩn luôn ừ. Kiểm soát hội thoại giữa các tiến trình Kiểm soát ừ. hội thoại Đáp Trong án là hóa. Ừ. Rồi, Đáp án là tầng phiên nha ừ. yeah, Liên lạc mà Liên lạc Trong mô hình OSI tầng nào thực hiện chọn đường Chọn đường là network của nó bên trên rồi Đúng không, chọn đường à, Chính là định tuyến đấy Nhớ cái từ định tuyến không tuyến yep, yep, yep. rồi à, trong mô hình OSI việc mở và đóng các cuộc hội thoại hội thoại thì là tầng phiên rồi trong mô hình OSI đâu là mối quan hệ của một tầng n đối với tầng bên trên nó n cộng một thì cái này tao cũng tra thôi cái này nó là cái tầng n cung cấp dịch vụ cho tầng n cộng một tức là sao tức là cái um, nó sẽ cung cấp kiểu từ cái câu này là câu bảy 77... bảy nó sẽ cung cấp đó là um, cung cấp từ dưới lên đấy nó theo nghĩa là cung cấp từ dưới cung cấp lên trên cho nên là cái này là cái này là hàm um, n thì cái này sẽ là n cộng một đấy nó sẽ cung cấp từ dưới lên trên nhá yeah. cái yeah. này là, Đúng rồi. là ví tự dụ đơn nhớ. giản là uh, ví dụ đơn giản là các cái tầng vật lý uh, bao gồm mấy cái uh, cáp kia thiết bị uh, Uh, máy tính các thứ nó sẽ cung cấp cho các cái tầng khác để có thể chuyển được thông tin dữ liệu. Phải có máy tính thì mới mới chuyển được thông tin đúng không? Được kiểu đấy. Ừ. ừ. ok. Trên tầng, trong tầng tầng chuẩn... trên, là... trên, trên tầng vật lý là cái tầng lý nhỉ. Trên hả? Trên, trên tầng vật lý là tầng gì? Trên tầng vật lý là tầng Trên tầng vật lý. Đó, trên tầng vật lý là tầng uh, liên kết mạng. Uh, tầng liên kết. Uh, trong mô hình mạng đấy. internet chuẩn unicode tức là mã hóa các ký tự nằm ở tầng tầng ứng dụng cung uhm. cấp cho các cái mạng như là nó có cái từ gì trong đây để nói đến việc là mình có thể sử dụng uh, sử dụng cho việc mã hóa các ký tự không hay là mình uh, nếu như mà mình không chọn ứng dụng thì nó cũng không chọn được cái nào cả đúng không bởi vì như, như mình Unicode mình biết là đấy. Đấy. thì Unicode cái tầng là cái tầng pre, present này này à. cái tầng này là sẽ dùng cho nén này đúng không nén ảnh rồi nén mã hóa này nhưng mà trong đây nó không có mã trình chỉ... nó không có present giao vận thì không đúng mạng không đúng ờ. Ừ. liên kết dữ liệu không đúng chắc là chỉ còn loại trừ thôi cái này loại trừ thôi ứng dụng chắc mà mã hóa nhỉ yeah. à thế đấy sau từng ứng dụng lại mã hóa rồi nhỉ à khoan từng ứng dụng sẽ bao gồm ba cái phần present các thứ ấy đây là cái à. của cái ừ ừ nhà ừ, mình nhầm rồi cái thế? này nhớ không nhớ đúng rồi đúng rồi đúng rồi quên 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 ứng, quên ứng dụng sẽ có ba ba phần ba phần Đúng đúng rồi đúng không? Ứng dụng rồi là à... gồm ba phần là à present này. Ờ. Uh, application đó. Ồ yeah. Application. À uh, ừ đúng rồi, application. Chuyện cái, cái đéo gì nữa. một cái nữa. Còn cái nữa cái, nữa là cái nữa. gì quên. Kéo 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 lên cho xem. xem. <laughs> đúng rồi, cái present <laughs> là ừ uh, đúng rồi đúng rồi, chính chính xác. Uh, Đây chính... này. Cái này là trong yeah. mô hình TCP. tầng Phiên. Ừ, và tầng ừ, phiên. TCP mà. Phiên là cái gì nhỉ? Ừ là, phiên tầng, à... phiên là tầng, à, tầng phiên là cái tầng session này tầng phiên là cái tầng session này Còn nó bên trên <laughs> rồi đấy đây này kiểm soát <laughs> hội thoại à tầng à, cái... phiên đóng vai trò à. kiểm soát hội thoại kiểm soát hội thoại What the fuck? ừ <cười> 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 mình vừa nói bên trên rồi có gì nữa đây này nó dùng để mở và đóng các cuộc hội thoại giữa các máy tính thì gọi là thì đó là tầng phiên đúng không à ở ừ, hội thoại giữa các máy tính ở ừ, hội thoại giữa các máy tính viên tầng phiên nha. Giờ nó là sẽ diễn rồi, cái nó này sẽ kiểm soát xem vào các máy tính, Kiểu kiểm hội kiểu, thoại các máy tính có vẻ là theo tao hiểu là, là hai máy tính nó liên kết với nhau đúng không? Kiểm soát việc hai cái máy tính này đang truyền uh, tải thông tin cho nhau, xem là máy tính đúng rồi. nào. Đã. Ừ. Ừ. Cái đôi với ừ. nào? Tám mươi đơn vị dữ liệu tầng presentation. Hai phải nhớ thôi. Thì cái cái data này này, nó là đơn vị cho tầng dữ liệu ở à, tầng ứng dụng. Ừ. Đúng rồi. đấy trong tầng ứng dụng nó bao gồm presentation này được Đúng chưa rồi. đấy còn cái cái packet là tầng internet tức là tầng mạng ấy frame thì là tầng uh, truy nhập mạng frame là dùng để cho các cái tầng là tầng liên kết mạng còn ừ. tầng còn cái này là do tầng vật lý cái này nhớ thôi ừ. nhớ nha chọn à, chức năng của tầng nhưng mà presentation nút ở đây là frame với cả bay ở cùng tầng vật lý mà đúng không frame, frame với bài là cùng, cùng tầng không, vật lý không frame với bài có phải là frame với bài là một là cái tầng cuối cùng ấy ờ, là frame với bài là cùng tầng vật lý thì là tầng vật lý còn gì thì... à, tầng, tầng cuối cùng trong nó là tầng, có tầng chuyên một cái nhập câu mà... mà có một cái câu cần tầng tầng chuyên ấy. nhập không phải là tầng vật lý đây này nhá cái vật lý này là bài được chưa? Còn à, cái cái gì là frame? Đây, cái tầng liên kết là frame. Hai cái này à, cùng chung tầng chứ nhỉ? À, à chưa? À, à. À, đúng, hiểu rồi, chưa? đúng hiểu rồi đúng rồi, rồi, rồi. Hiểu chưa? Hiểu 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 nhá. Rồi, rồi, rồi. Còn cái này là data này, cái này là data này. Ừ. Yeah. Okay chưa? Yeah. Đây, còn okay. tầng internet nó là cái còn lại ấy, nó là cái um, by. Uh. À đâu, nó là cái packet yeah. chứ. Nhầm. Ờ thôi tên là nốt 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 chắc là quét quét qua hết cả đống này rồi nốt nốt lại thì đi viết xem có nhớ được, được cái gì không. Ờ từ từ nốt Đây lại nhá. Đây Nói thì, lại uh, này. Ờ uh, vật lý à, uh, uh, bắt đầu hình... từ cái vật lý đi. Ừ, mô hình OSI thì bắt đầu từ dưới lên này, 7 tầng. tầng vật lý, ừ, vật có lý 7 là tầng, đơn vị 4. là byte. Ừ. ừ, vật lý đơn vị là byte này. Ừ. À, tầng liên kết dữ liệu đơn vị là frame. Ừ, được chưa? Đơn vị Thì là gì? hai tầng này, hai tầng này được gộp lại với nhau trong mô hình TCP là tầng truy nhập. Được Được chưa? Được. tiếp tục là tầng mạng thì là tầng bên này sẽ là tầng internet tầng giao vận ừ. thì dữ nguyên này thì cái tầng mạng này nó đơn vị của nó là packet Được chưa còn ba ừ. cái này này tầng ứng dụng trình dữ liệu và tầng viên thì bên này ứng với bên tcp là tầng ứng dụng và đơn vị của nó là data ừ. Được chưa? Rồi. nhớ nha ừ. cũng dễ nhớ mà tôi thấy cũng không khó nhớ lắm ừ. yeah, không ừ, khó có nhớ cái lắm. gì đâu có ừ. mỗi ừ. thế ừ. thôi Chọn chức năng của tầng present. Chức năng là mã hóa và nén. Cái này nói mãi rồi đúng không? này chuẩn này. Mm -hmm. à, tầng chịu trách nhiệm mã hóa. Mã hóa vẫn là present. Giống như mm -hmm. cái trên. Mm -hmm. Tầng nào làm việc với cách tín hiệu điện? Tín hiệu điện. Tầng Physical, vật lý. tức là tầng vật lý. Mình bỏ lại bên này đi. Yeah. <laughs> tầng vật lý là tầng đầu tiên này. Xem uh. tầng vật lý đi. À, đây, xem nó làm việc với mụ Đây, đây, đây giao diện với cái thiết bị mạng với cái đường truyền dẫn. đảm bảo giao tiếp với đường truyền dẫn tầng vật lý xác định đặc tính này, môi trường truyền dẫn này biểu diễn dạng bit. Đây, biểu diễn dạng bit này này. Tầng vật lý. Ok, tốc độ truyền dẫn. Đồng bộ quản lý trung kênh. À thế thì Tìm tao hiểu rồi. Vật lý. Cái mà tín hiệu ừ. điện của mày mày vừa đọc ấy, đó là cái mà khi mày cho truyền điện vào thì nó sẽ uh, khi mà có dòng điện thì cái đèn của mày nó sẽ sáng lên. À, không có dòng điện thì nó, nó thì, thì nó sẽ làm nó sẽ trả về không còn có điện thì nó sẽ là một đấy cực kiểu, kiểu đấy à, một không, ừ, nó sẽ dãy okay, dãy một không một không đó chính là cái mà uh, cái pit cái, cái đeo gì mà mã hóa cái cái gì dữ liệu ấy cái cái tầng vật lý mà em mình... đọc ừ. ok ok hiểu rồi ờ, ok nói chung, nói chung là ừ. mô hình uh, tcp 4 tầng chắc chắn rồi nhớ rồi nhá thứ tự tầng ừ. thấp đến cao cho mô hình tcp cái này cũng cũng giống như cái bên trên thôi đơn vị ở tầng data link tức là cái tầng cái tầng mà mình mình vừa nói trong cái tầng tầng cuối cùng ấy tầng truy nhập ấy nhớ không cái tầng truy nhập đây này tầng này chính là tầng này, này. nó chính là frame frame à... đơn vị dữ liệu ở tầng internet à đây internet thì nó là dat nó là byte data frame datagram thì ta tìm được ở trong đây này cái này tôi lấy trong uh, ngân, trong um, giáo trình thì nó ghi như thế này này nó ghi là ghép kênh phân kênh để tạo nén dữ liệu gọi là datagram và được chuyển xuống tầng mạng đây này được chuyển xuống tầng mạng nên là đơn vị dữ liệu ở tầng internet nó để là datagram nhưng mà bên trên mình vừa nói là trong tầng internet đó là packet mà đúng không mình vừa đúng nói rồi. bên trên đây ừ, nhưng mà ở đây nó không có packet ở đây không có packet nên là mình chọn cái này ở đây không có ứng dụng là ứng dụng là data loại trừ thôi frame là ừ. là của là vật lý oh. bay cũng là của vật lý là, à, frame by và frame, frame là truy cái... nhập tầng cuối cùng của nhập, I, nhập. icp được chưa ừ. Ừ. Yeah. chức năng của tầng ứng dụng là tầng ứng dụng tạo khung thông tin không cái này không đúng tạo khung thông tin và đấy mình tìm được thì nó là cái um, chức năng của cái gì nhỉ? Nó là cái chức năng của cái chức năng của tầng liên kết dữ liệu. Đấy, cái này là của tầng liên kết dữ liệu. Đóng gói dữ liệu không đúng này. Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ cái này. Nãy giờ không nói đến này. Tầng ứng dụng thì phải là cung cấp phương tiện để người dùng có thể truy nhập được vào môi trường mạng. Ứng dụng là cái cuối cùng mà người dùng sử dụng ấy. Rồi sang uh, câu 89. FTP là từ viết tắt của thôi cái này nhớ thôi FTP thôi file transfer protocol tức nghĩa của nó tức là kiểu mà mình phương thức truyền file cái này mình hiểu theo nghĩa về cái tiếng việt đó là phương thức truyền file F ở đây là file chứ không phải là folder nhé F ở đây là file yeah. tiếp HTTP thì là hypertext transfer protocol tức là truyền văn bản, hyper text tức là phương thức truyền văn bản. Nhớ là tr transfer nhé Mình sẽ nhớ truyền văn bản. Protocol là giao cái... thức đúng không? Đúng rồi. Chính à, là cái à. cái cái phương thức đây, giao thức đây. Ừ. Cách Tiếp. để các hai máy tính truyền văn bản. Ừ. Đúng rồi, nó sẽ có hai cái này để mình nhớ là cách này. Hai máy tính truyền Một... file. Đúng ừ. không? Ok, okay. POP3 sử dụng cổng dịch vụ số thì cái này đây, cái này nó có trong giáo trình luôn. PO3 đây, qua cộng 110. Nhớ được luôn, 110 số rất là đẹp thì dễ nhớ. Thì nó sẽ có hai cái giao thức để lấy thư công dụng đó là POV3 và IMAP cái này là tra được này. Dịch vụ DNS có chức năng chính là DNS phân giải tên phân giải tên miền. Ok cái này. Đây, DNS đây. Đó là tên miền. Yeah. DNS ừ. giao thức cái DNS mà thì nó Mày sẽ nhớ dùng ngày đi. xưa hành không có Còn cái tên miền. DNS server ấy ừ. Mày mày cái đó là máy chủ tên miền đấy cái mà chấm com rồi chấm việt 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 nam rồi vn rồi đấy cái đấy là cái là cái okay. của máy chủ okay. tên miền ừ. OK tiếp tục này nhược điểm của tên miền nhược điểm nếu điểm tập trung bị hỏng thì toàn bộ hệ thống sẽ bị tê liệt số lượng yêu cầu phục vụ tại điểm truy tập trung duy nhất duy nhất là rất lớn, chi phí bảo trì hệ thống rất lớn. Câu 93 xem nào. D. Đi... Ờ, xong rồi, à, mấy cái này. file này tao nghĩ mày mày nên để cái file Word này đường link ở dưới cái phần mô tả ấy đi theo ấy. Ừ. Ok. thì okay. Thì nó sẽ là bao gồm này, điểm hỏng duy nhất nó sẽ tập điểm tập trung bị hỏng này. Ok, ừ. toàn bộ hệ thống sẽ bị tiên liền là đúng này. Số lượng yêu cầu lớn, khối lượng xử lý lớn, chính xác, chi ừ. phí lớn, bảo trì, ừ. máy chủ, thông tin. Rồi nói chung là tất cả là bán trên, hợp lý rồi đấy. Yeah. Câu ừ. 94, số hiệu cổng port của giao thức truyền mail SMTP. Cái này chắc là cha là thấy thôi. SMTP là cái gì vậy? SMTP, <laughs> đang đây có không? mình là có hay không? Đây, SMTP. TV. Đây này, nó là một cái giao thức giống như kiểu là HTTP vừa nãy ấy, đúng không? HTTP nó là cái phương thức truyền văn bản, đúng không? Thì cái trong đây nó có một cái gọi là SMTP nó cũng là một cái giao thức. Hay SMTP nằm ở tầng dụng xem nó hỏi cái gì? Nó hỏi cái gì quên gọi hỏi rồi. Nó hỏi là số hiệu cổng port của SMTP. SMTP thôi cái này nhớ thôi. Cổng là 25. Số đẹp. Chứ không phải là số lượng cổng đâu. À. Tiếp này, giao thức truyền thông DNS sử dụng cổng dịch vụ số, thôi nhớ thôi 53. DNS nhớ thôi. 53. Nhớ gì không? Được. <laughs> số số. Nhớ quá. thôi chứ cái này không 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 nghĩ được. Trong à, số các 8 cặp giao thức là 8 cổng đúng không? dịch vụ sau, cặp nào là sai? cộng nào là sai? Bên trên à. nó nói này, DNS là 53 là đúng này. DNS là 53 rồi này đúng này cổng uh, SMTP là hai năm này HTTP port HTTP port là mình chưa biết là bên trên chưa có này thôi con này phải nhớ thôi vậy thì nhớ thêm HTTP port là 80 đấy sau ta sẽ liệt kê xuống bên dưới đáp bán là B là sai này sai ở đâu thì nó là bao nhiêu FTP port là bao nhiêu Để <laughs> tìm thôi lên mạng tra FTP là FTP port number number xem nào. đây này nó ghi Điều luôn này number. này 21 kìa, 21 kìa, 21 21 21 21. 21 21. Ok. 21 nhá. 21 21. 21 21 số, số 21 cộng. Okay. Vậy chỗ này nó phải là 21 nhá. 21. 21. Ừ. Okay. Do thức nào sau đây hoạt động trên nền giao thức UDP? DNS. Cha xem nào. DNS. nó nói luôn này. DNS thuộc tầng ứng dụng chạy trên nền giao thức UDP. Đấy, trong giáo trình có luôn nhé. Đế, DNS là được. Ok. Ừ, ừ, ừ. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Siêu văn bản cái mình vừa nói bên trên đấy. À, HTML. Là một thủ tục World Wide Web. Phương thức liên kết các file văn bản là công cụ soạn thảo trang thông tin web là giao diện web HTML và đây tìm cái nào HTML mà là đây 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 là giao thức ứng dụng của web là trái tim của web được triển khai này liên quan đến web này chúng hãy nói về các thuật ngữ về web HTML được xác định qua địa chỉ URL Trang web chứa một file HTML và tham chiếu đến các đối tượng khác. Là chọn nhất, là đúng nhất. Nói đến web thôi. Câu 99 khẳng định nào ra đây đúng khi nói về loại, tên gọi loại máy chủ. Tên gọi loại máy chủ chắc chắn là phải có từ, từ server rồi này. Tên gọi loại máy chủ cung cấp dịch vụ thư. Thư thì là mail thôi. Cái này, cái này là suy có được này dạ. ừ, có đơn giản dạ. luôn ừ. còn đây này sau đây đúng khi nói về vị đơn vị dữ liệu của tầng ứng dụng đơn vị dữ liệu của tầng ứng dụng tầng ứng dụng mà nãy mình có nói đó là gì nhỉ đây này nó nói này backit là gói dữ liệu này um, data segment datagram này Data thế? là thế. dữ liệu ừ, thế nào message là thông điệp nãy mình có nói về cái tầng ứng dụng phải là data đúng không data vậy ở đây nó ừ. nó có thêm một cái từ khác là message nữa vậy mình lại bỏ đi thôi data data cái này được xem data là của cái gì nhỉ là của đây này bó đoạn là bó của cái dữ liệu. gì dưới tầng ứng dụng ừ. cái này là nãy mình tìm là trong wow. data -gram là của phần là tầng internet ờ ừ. cái này là tầng internet này đấy tầng Internet. Ừ, ừ. đúng rồi cái packet cũng là của tầng internet cái frame là của tầng truy nhập ừ, Đúng rồi. tầng cuối cùng của ICP Ừ. Vật lý là bit. ừ đúng rồi đấy rồi tiếp câu 101 http là giao thức liên quan đến web thôi đúng không giao tiếp với nhau qua web và khả năng liên kết rồi cái này đúng rồi không cần suy nghĩ rồi các à. giao thức ứng dụng hoạt động trên Giao thức ứng dụng thì hoạt động trên tầng ứng dụng hợp lý. HTTP à. làm nhiệm vụ gì? Cung cấp một cơ chế để lấy dữ liệu server để chuyển đến client, hiển thị trang web từ xa trên màn hình và giúp người dùng tương tác với chúng. Cung cấp giao diện người dùng như nút bấm. Ừ, con này dễ bị lú này. Cung cấp dữ liệu server sử dụng giao thức chuyển file. Không cái này tìm đến đây này mình vừa tìm đến cái cái này đây, đây. thì nó là giao thức tầng ứng dụng của web triển khai cả hai phía máy khách và máy chủ các tiến trình máy khách và máy chủ trên các hệ thống đầu cuối khác nhau giao tiếp với nhau thông qua việc trao đổi bản tin. Quy định cấu trúc bản tin cũng như cách trao đổi giữa máy khách và máy chủ cung cấp giao diện, nó không cung cấp giao diện. Nó chỉ đơn giản đó là nó nói về cái um, giao giao thức ứng dụng cho phép các máy tính giao tiếp với nhau qua web, nó không nói về cái giao diện này này là sai này. Rồi, hiển thị các trang web từ xa trên màn hình. Không phải cái này không phải là giúp người dùng tương tác với chúng. Đúng không? Cái này bên trên mình mình có không mình có cóp trên này mà, nó đâu mất rồi. Là không có cung cấp dữ liệu server chuyển chuyển file là không có này. Sử dụng giao thức chuyển file không có này, hiển thị trang web và giúp người dùng tương giúp người dùng tương tác với chúng không có. Đáp bạn là A cung cấp một cơ chế lấy dữ liệu từ server chuyển đến client Đây, cả hai phía máy khách và máy chủ Rồi, ok Câu um, Câu 4 Trên Internet, email được gửi từ máy nguồn bằng cách thiết lập một kết nối TCP đến cổng cụ thể máy điện máy đích. Cổng đó là yes. cộng đó là trên Internet email từ nguồn bằng cách thiết lập một kết nối TCP đến cổng cụ thể trên máy đích cổng đó là thôi cái này thuộc thôi này hai năm HTCB cái... thì phải như cái cổng ừ, cái cổng bên HTCB. trên nó có một cái là hai năm nhỉ đúng không tao tao nhớ là cái là HTCP SMT SMTB SMT... SMTB đây M... này hai năm đây này SMTB nhớ thôi cái này là email ừ đúng rồi email là messis ừ, à email liên quan đến Messi nhớ vậy thôi à S S S S M là viết tắt của cái gì nhỉ? M là mail à? Thì S là gì? ừ mess à từ từ, từ. s ừ, m là mail cũng hợp lý s m t b tôi tra 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 thành viên tôi tra ừ Ờ tao nghĩ là viết tắt của cái gì nó có ý nghĩa mà. nó có s m t b sao nào s m t b mình đây. Simple mail transfer protocol. Wow. Giao thức uh, vận chuyển mail đơn giản. Câu 105, giả sử có một bản ghi của của dịch vụ DNS là cnn.com thì nó là viết cái gì đây? cnn.com r1.info.cnn.com Nó nói là cái gì? cnn.com là viết tắt rút gọn của R1? Info CNN.com hay là R1 CNN là viết gọn của CNN.com? Ơ ừ, ờ, thì cái ngắn cái hơn giờ nó giờ phải biết. là viết gọn. Viết này, cái ngắn hơn nó phải là cái rút gọn của cái dài hơn chứ đúng không? Sao cái dài hơn này là rút gọn là cái ngắn hơn được? Đấy chứ? Ờ, à, thật đấy. Rút gọn. Thì cái dài ừ. câu này sai luôn này. Đúng ừ, không? Cái đấy chắc chắn là sai hơn rồi. Rút gọn thì phải Câu ngắn này hơn chứ. rút gọn thì phải ngắn hơn chứ đúng không? Ờ, ừ, đúng rồi. Thôi, loại trừ À. đi đáp án A Ờ, thế thì nó giống như là mình kiểu viết tắt của google.com cho vn thì có thể như là google.com thôi thì à, à cái tao ta nhớ rồi mày biết cái mà nó có các cái phần com các thứ không những cái chấm kìa chấm com là đuôi của cái dns uh, của cái server còn cái uh, cnn này chấm này của là của cái uh, địa chỉ của uh, cái vị trí của máy chủ máy chủ đặt tại đâu Ví dụ, kiểu đặt tại việt nam hoặc là Ừ, à, okay. đâu đấy, ừ. .com.vn hoặc là .com chấm uh, đuôi của cái nước ngoài gì đấy. Ừ. Nói chung là giao điều, thức được điều, sử điều, dụng điều. để hai bên truyền file, hai bên truyền file FTP lại tra thôi. FTP. file là file là chữ chữ F thì chắc chắn là nó chọn được cái kia luôn rồi, đúng không? đây. nhưng mà nó bảo là hai bên truyền file, cho nên là mình phải phải, phải à. hiểu được đúng cái đấy của nó, đây này. file transfer nó ghi luôn này protocol này giữa hai máy tính luôn này này, nó ghi rõ à. là này tin cậy giữa hai máy tính, truyền tập ừ. tin cậy giữa hai máy tính. Ôi cái này thì thì thì, thì quá đúng rồi, quá rõ ràng rồi. Các ừ. okay. loại trừ thì cũng được. Ừ. Giả sử có một bản ghi dịch vụ chọn câu đúng. Alpha.com một hai là địa chỉ IP của máy Alpha.com. Alpha.com là một tên miền không phải là một máy là địa chỉ IP của máy phục vụ Như mail server có tên miền là google. Com. Cái này chẳng cái này chả, nó chẳng có nói về google. Com này đúng không? Cái này không nhắc đến ờ. google. Com. Ừ, ờ. thứ khoan từ từ câu A sai ở đâu ta. Chọn câu trả lời đúng. Là địa, địa chỉ, chỉ IP của máy. <laughs> Nhưng mà nó <laughs> mang ghi là có một bản ghi tức là nó đang phải theo một cái quy chuẩn nào đấy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi giả sử có một bản ghi đây số hiệu này, get port là lấy số hiệu này. ở ừ, ờ, đây, đây đọc đọc cái này đi. đây nha trong đó host là địa chỉ hoặc tên miền và port là số hiệu cung cấp dịch vụ của server. host là địa chỉ và tên miền. đây này hiểu rồi. Hiểu rồi mẹ nó ghi mà. đây nè. ok. Uhm, nó ghi uh cái ngoặc bên trong ấy. Ừ. Đây này, string này host và in the port. Ừ. Cái cái này là cái Đây 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 đây. Tức là cái này là cái cái này là host là địa chỉ hoặc tên miền. Cái này là địa chỉ hoặc tên miền này. Còn là port là ừ. số hiệu cộng cung cấp dịch vụ của server. Ừ. Tức là cái này là cái này nó không phải là IP. Đúng không? Cái này nó phải là số hiệu cộng nó phải là port. Nó không phải là IP nên là câu này sai này. Còn à. alpha.com là tên miền là đúng rồi. Đây này, host, cái này là host. Nên đáp án này là đúng nhá. Đáp án B đúng. Okay chưa? Cái này không phải là IP, cái này là số hiệu cộng phải là port mới đúng. Câu 108. Ừ. Giả sử khi tất cả các máy tính thuê bao internet của FPT khi truy nhập vào website Google.com đều bị chuyển hướng sang một trang web khác. Các máy tính thuê bao các ISP khác không gặp tình huống này. Nguyên nhân gây ra lỗi lớn nhất là virus thì... thì cái này chỉ tăng nghĩa là, là chỉ sang có sang do một trang web khoa được đúng rồi, Cái này là chỉ có lỗi do do server thôi. Ờ, tại vì nếu nếu như mà các máy tính bị nhiễm virus thì thì uh, uh, khi truy nhập vào cái này nó sẽ không thể chuyển hướng ra web được những ví dụ thì nó đơ máy luôn rồi xong rồi chuyển hướng là website Google bị lỗi thì website Google thì thì nó phải là cái à, thuê bao của FPT khi truy nhập vào website google.com chuyển hướng sang một web khác máy tính thuê bao ISP khác không gặp tình huống này ừ, tức là nếu mà yes. website Google bị lỗi thì ISP khác nó cũng phải gặp tình huống đấy đúng không? Ừ đúng rồi thì làm sao mà uh, ấy được ISB khác thì nó vẫn nó sẽ cũng sẽ không 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 vào được còn uh, ừ. còn router router ra ngoài router ra ngoài của ISP ISP bị lỗi router ra ngoài cái con router thì nó chỉ là nhiệm vụ kết nối thôi nhỉ nếu mà cái router mà bị lỗi thì thì chắc chắn bọn này sẽ không vào được Google mà không vào được Google thì làm sao chuyển hướng được thì, thì Ô, cái bọn các máy tính của tế bào ấy trừ thì cái DNS server của FPT bị lỗi. À cái DNS server là máy máy chủ uh, tên miền domain name thì của của FPT thì đúng rồi cái FPT nó nó, nó bị lỗi cho nên nó sẽ không vào được uh, hợp lý. Đây, domain name uh. system Ờ ừ, đúng rồi. Tại vì cái máy chủ tên miền uh, bị lỗi cho nên là uh, nó sẽ uh, thay vì hiểu là google.com nó sẽ hiểu tên miền không phải là google.com nó nó sẽ hiểu là petit.edu.vn. Đấy. Ừ, đúng. Nó, đúng. Nó, nó sẽ bị lỗi, nó bị nó bị uh, uh, sửa thêm nó bị thay đổi một ký tự nào đấy chẳng hạn. Đúng đúng, hợp lý. Tại vì okay. tại vì đây là tên miền mà. Tên ừ. miền mà. Ừ, okay. Tên miền thay đổi thì Các... sẽ ra trong web qua. Các web client thường được gọi là gì? Làm gì có browser, chỉ có browser thôi Gọi rồi, rồi. Là Câu này linh tinh rồi Đây đây này Nó ghi rõ rồi này uh... Web client thường gọi là gì? Phía máy browser. khách Đây, là phía máy khách ừ. Web client là máy khách nhé à? Web server thường sử dụng Phần mềm chạy trên Web server xem là trong đây có không web server web server không có này không có trong đây này chỉ có một cái thôi web server không có mẹ nó ghi là cái gì web server là cái gì Web server là web, rồi. Web server thường sử, vâng, phần sử dụng mềm. phần mềm chạy trên Ờ. Ôi, thuộc rồi, cổng 80 trên đến à, có rồi. Cái, cái web server là cái uh, là cái cái cây máy tính ấy mà nó chứa cái uh, địa chỉ của cái web và data của cái web đấy để cho cái client nó vào được. Ấy. Ừ. Server là, server mày dung server là cái cây thôi. Là cây máy tính nhưng ừ. mà nó okay. to to, to. Ừ nhưng mà cái server đấy nó sẽ uh, cung cấp uh, cho mày để vào những cái web thì gọi là web server hiểu đơn giản đấy theo nếu tao hiểu tao hiểu nhưng mà cái cổng 80 này tao cũng không, không biết cổng 80 này là cái cổng gì là cổng à cổng 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 tám là là cái gì mà uh, cái gì protocol đấy, đấy. đây này theo mặc định luôn ờ theo mặc định có không có đó... mày nhớ cái gì mà Bây cái... giờ tức là bây giờ nó đang bảo là theo mặc định ừ. luôn ấy. Ờ à, ờ. À. Thôi mặc định à, thì cái mình này phải không, nhớ thôi. Không liên quan đến giao thức à? Không. liên <laughs> quan đến. Ừ đúng rồi. Sử dụng cổng 80 theo mặc định. Ừ cái tôi không hiểu cổng 80 là cái gì. Nó nó ghi vậy thì mình hiểu vậy thôi. À. Để thiết kế một trang web, chúng ta vẫn thấy trên màn hình các định dạng font chữ, màu chữ, các hiệu à cái này HTML vừa nói bên trên rồi Ừ. HTML cái này à, tâm giờ này mình chữ chữ. mình làm mấy cái web mình cũng Đặt biết web. đúng rồi